ចាអញ្ញាក្រុមនឹងជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នៃកម្មវិធីហងមេព័ត៌មានពេលព្រឹកបាទទូទាំងជនយើងវិលមកជួបគ្នាសម្រាប់គូទី2បាទហើយនេះស្អកកទៀតដល់ខ្ញុំដល់និយាយលេងចង់ចេញទៅចង់ទាកប៉ាមែនទាកប៉ាកងានបាទដោយសារតែពិធីជប់លៀងចូលឆ្នាំជាតាចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារនៅតាម กระทรวงมนตรีนึงองค์การสังคมซิวิลคลาสគាត់ជប់លៀងសម្រាប់បុគ្គលិករបស់គាត់ហើយអញ្ចឹងគេអញ្ជើញយើងទៅបន្តិចបន្តិចបន្តិចបន្តិចអញ្ចឹងទៅគ្រប់បាទចាគ្រប់ល្មមបាទបាទឥឡូវនេះយើងជួបជាមួយនឹងខ្ញុំនឹងកញ្ញាសុភាមានរឿងរ៉ាវច្រើនដែលខ្ញុំត្រូវជម្រាបជូនប៉ុន្តែដោយសារតែចាប់ផ្ដើមដំបូងនេះខ្ញុំបុគ្គលទូនីតិឲ្យ ខាងໄសមុនចាបាទដកគ្លៀខាងលោកបានតិចទៀតទៅបាននិយាយលឺចាចាស្លាស់បន្តិចចាបាទអញ្ចឹងទេតកតងនឹងរឿងអីហើយសូមចាប់ផ្ដើមមុនចុះសុភាពបាទចាបរិះគុណ២គឺលួងលោមរំលោភក្មេងស្រីយុ13 ឆាតហើយនឹងឡាញការិយាល័យបាត់ល្មើសជួយដូរមនុស្សដឹកនាំដោយលោកវិរៈស្នេហ៍ត្រីសេនកុមុនប្រធានការិយាល័យស្រាវជ្រាវប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពារអនិច្ចជនឃាត់ខ្លួនចំសង្ស័យតាមរយៈការពិបាករួមភេទជាមួយនឹងអនិច្ចជនក្រមអាយុ 13 ឆ្នាំដោយលួងលោមតាមរយៈ Facebook ឆាតហើយនឹងឡាញត្រូវបានពេលអឹមឃាត់ខ្លួនការពីវេលាម៉ោង ចៅការពីថ្ងៃទី5ខែមេសានៅចំណុចចិត្តផ្សារឈូកមាសមុខអាហារដ្ឋាន28ភូមិក្រាំងអង្ក្រងសងចៅឃុំក្រាំងអង្ក្រងសង្កាត់ក្រាំងធ្នងខណ្ឌសានសុកជនប្រព្រឹត្តឈ្មោះថាលីសិនហុងភេទប្រុសអាយុ26ឆ្នាំមុខរបរនោះគឺជាមេការជាងដែកមានទីលំនៅនៅសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសានសុកហើយត្រូវបានពេលអឹមឃាត់ខ្លួនតាមដីការពីបាត់រួមភេទជាមួយនឹងអានិតិជនដែលមានអាយុត្រឹមតែ13ឆ្នាំហើយពេលអឹមរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថា
ក្នុងនោះដែរគឺមានអ្នកស្រីដែលជាអ្នកជួបគ្នានឹងតាមរយៈ Facebook ទើបឈានដល់ការណាត់ជួបគ្នាហើយជនសង្ស័យបានលួមលោមក្មេងស្រីយុវ័យឆ្នាំនឹងរួមភេទអស់ជាច្រើនដងហើយក្រោយមកក៏បានណាត់ជួបជនរងគ្រោះនាំទៅរួមភេទបានសម្រេចបានបែកធ្លាយទៅដល់ឪពុកម្ដាយជនរងគ្រោះក៏បានប្តឹងឲ្យអាវុធហត្ថខកខ្លួនយកទៅសួរនាំនៅបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញហើយក៏បានកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការនៅលើងាយថ្ងៃទ
hà tam Facebook sân hà Facebook chẳng thế bà sân chia khmui khmui phôn phôn dụ chôn dụ vẹn này đi đã khmui bàn lên Facebook còn lên cho phần tay xong ôi cùng ôi lung sân hà tam Facebook bà tam dạ Facebook bà dương khơi nhai nếu khổ nông Facebook cư miên rương rào cúp rú chiết bà cả lại anh khá dương cú trâu dọc thôi chứ cùng rú có miên khá tiên dương cú chưa viền vì phố nếu khổ nông Facebook dòng cung Facebook bà ban nay thả cứ ca lên chỉ lạc cả nạ bộc cùl bà quát mình miên vị trí chỉ vẹn chỉ nhẹ bò ra miên tế vì phố nếu khổ nông Facebook khá cứ quạt chi và tích vi và há nói mình miên phục phục và chọn chi chi lẹ khả nạ bọc cô phần tay bởi sân chỉ bò ra miên nẹ bò ra miên thứ bài nụ cứ kì bật đăng bà này chà và nhưng mình mến bạc để xa hết mình ôi miên ca link Facebook mình ôi miên ca pra bọn bò ra miên tam sống cùng Facebook tì Facebook nẹ khá kì link miên bởi dội và nẹ khá cứ quạt link làm bấy chẳng nên cô nhu bài bà quát ở những rừng bà quát và phần tay dương nếu không dùng cung dương khá cứ chăng khá là biết chẳng bao cái tam Facebook nâng ạ chẳng bao đói Opromacha đây khá chẳng bao đói chỉ thạo với ca chạt mơ đứng trâu đồng quân trên môi cho pi đó nâu ở chuôn bọt nó còn ọt đăng phóng khơi nhìn dây nó nông Facebook thảo rừng bất em thảo và khá tiếp tâu cặp to đặng các bạn nhập sinh khuôn nhập sân đã rụp akrat cái bần tay đặng mục nẹ nô mà anh ấy tại sao ta kì giảm mai ai thi tầm nớp cứ kì lên sạch kế bần tay dương tụt tui dốc tàn hát đây mươi khuyên thao vì chẳng nánh xong dương tụt tui dốc bà bà mình chẳng nánh thế tôi cho bạch thế bà chẳng bần thà khá bê khá Facebook có chẳng nánh bê khá Facebook có khát và
bài tây dương từ mưa từ ở khi này từ bây chỉ bật bị sao mũi à vây để lõ à vây để khó dương từ dụng một xoay vô con này bà chân sông cùng ao giờ mũi mũi để mình toàn bạn đăng thà tờ dương tranh bao kê tạm dạ Facebook đối biệt ná đôi chia rụp hiệp mũi xây khẳng đá chăng bà cùng ao lung luôn tạm dạ Facebook to tiệt bà trên chà lần này bạn to cho một đường tiết cứ dụ cho mình nè cứ tôi chất năng ở bụng mà đai rất cháu mình từ tôi khó trời nâng trên trong thay ra xa con tôi rồi rồi hồ tạo đó bấy nè nó cứ ban sầm lại chất cứ lột bị lơ spin tăng mình chạy dù một chút mình nè cứ tôi chất năng ở bụng từ rộng xin được bởi thay bấy chất năm bạn đồng năng chân hai mặt đáy rất tạm bỏ thông mây tiết và rất từ lột lơ spin ở cắt tăng mình chạy sầm lập luôn bằng co chỉ cặp nhập áo cao bì liều mong môi nâng đọc ràm để tìm rùm lòng ở triệt trên chỗ thay thì bằng bày khai mê xa nơi lơ spin ở cắt tăng mình chạy thật nơi sẵn cắt bằng xa lãng khăn tù lộ và tạm sầm đây dù một chút đáy bồn bong lột bì lơ spin thuộc ở tật khiết bàn pháp tăng tật này thá cứ kế nâng cứ mình chung thay rình sổ chiết ở dụ đọc ràm bốn chân năm hay một rộng bó cứ chỉ nạ bánh thân nam rột dôn chung mùi nâng phú nơi sẵn cắt bằng trò bài khăn chấm ca môn hay mình sẵn cầm nát được phân nông chà nực nông phùm phrek anh chán sẵn một công phùl khai cản đào hay miệng bà đáy nâng cứ mình chung thay xìm sẻ mạch ai dụ sai sẵn ràm bốn chân năm một rộng bó đợi tế hai ở bố cực bán thật thuốc ca nơi bộ tế thay bây chân năm ở hơi cứ mình đáy khơn thật lọ một bình tế cứ bắt đồng nâng chân tại mà đón hay miệng bóng ôn chung nguồn bày nẹ bảo phí nẹ hay sẻ mạ nẹ đại rụ kế cứ chỉ côn chọc bóng nơi khổ nông cửa xa bảo ôn sẻ tí phí cứ chung mô xìm sẻ nệnh ai dụ đọc ràm bốn chân năm nơi riêng nâng bảo ôn bảo phớ chung mô rình sọc rí ai dụ tớp tài bảo mùi khai bản nọ dù bộ chân bọn bọn lột bị lời spiên ác sẵn mình chơi xâm lập luôn tại mình toàn bàn chà mình toàn bàn xâm rạch xâm lập mình toàn bàn xâm rạch nó cứ tạo bằng cạnh đầy spiên chọp hơi ở sài trò hồ dùng hay bà rịp rộp thá hay phó lại thuê cứ ưu kê xâm rạch chất một lượt mà lột bị lời spiên phong thuộc ảnh thực hiện thì cứ đợt xa tại ở bộ bọc luôn nâng cứ bàn chênh từ rộp ca nghe thuê nơi bà tế thái bà rịp bây chân năm hơi khi mình đầm năng vầy ở bị gọt xa hay nơi xa tại bật đai nông bộ bây nẹ không cửa xa hay ưu kê cậu bà xâm rạch chất một riêng bánh thân nam rượt dân chung mùi nâng phú nơi bằng tập bách bà rịp bà hai chì bì khai hay sắp tại mặt đai nơi ai sắp cầm nán ứng rốt tam pro từ luôn nơi rốt nạ kỳ rí chào con tôi nộp tia được miền ở lò lầy hai bà cất mà đòi bên ý nó cứ chất bị khai hỏi cứ thua ở kế nó không tìm bằng ấy tiết tế cứ bao xâm đại chất một lột ở xâm lập luôn nơi lờ spin tầng mình chạy nâng tài mặt đồng hai quạt chọn biểu vô nhiều tạo đó là ở bụng đại bỏ quạt hả xôm bởi sân chỉ bàn khơi con ở miền dập hiệp bàm đi hai xôm tần lọc một ở trên trầm cầu mình phong phụ kế nó cứ mình ai luôn nơi đói mình ai bàn tê chà tôi chất mà đại bày đại rất chào chà cho lâu dương đi miền miền mục là bò chè chiên bánh thanh nam lan này tại miền bên tai khi anh chăm bị rúa ôn đỏ pi nè thì oh nói chuyện chăm ôn thiết này cha bà đã tu tiên này chuyện bà sân chi bày mật lọp khơi rương ra một hệt ní ti muối bà hay chị ai kết hà mình men chỉ rương tổ chất ấy thì cũng đang khai tới chỉ rương nhiên thanh nam mấy á nè bà khai chỉ nhiên thanh nam mấy cho mình bạn bàn tay bờ sân chia rương đôi ca bật này ca này dây được bọc phồn mén và anh úc cứ chia ca cù oi à sâu trong phù hồ cù xà muối đây mà đại bàn rút chào chân bờ sân chia muối ban chia chỉ chăm phồn pin nhẹ đâu không một tục à đâu không một tục ta hơi rương ấy để phồn từ từ sầm lạp luôn pon pon sầm lạp luôn bị phù dương ca na bờ nâu chỉ vứt bạn dương kích ở quay tránh là mấy rốt chùm nô xâm lạp trên trầm luôn ảnh bán được có trên trầm bọn phụ màn phần tay bởi sân chìa phôn xâm lạp chất lốt xâm lạp luôn miền ấy kia phi sạp tâu đói mình miền bán bằng xo tục ở quay xâm lạp trên trầm phụ thì và nếu chồng xoắn say đã nhiên thân làm mấy phẩm năng ok mưa tới còn bài chị tôi chật mình tên ấy vội phụ ôn bà tôi dùng một tháng màu lâu ấy bà mình đang chia miên phố này ót ở lâu này dương quạt dây dây hơi cha bà bên tay bà bông bông lô đôi mình phố tàu tàu mong tàu chăm tàu không thử ấy mười chăng à à để dương mình men chụp đôi nhỏ ngọp bố quạt chăng ngọp vậy bà lúc nào mới khơi nhé mà ố ngứa mà ố khơi nhé chẳng ở đây khi mà đây khi ông kịch hà với khai nhiên tháng năm bài tháng năm nhưng tới với tàu dễ chẳng bên nhà lốt mền tên nhà miên sẽ tệ group mền tên vì mà ai thứ bật tên và tàu không chẳng à vì mền chẳng ấy thằng say á bài tháng năm chờ anh chiến của mình đang đây và mau lâu ấy ta nói run thay máu nếu càng cơm thay máu đi mấy đi
Spin get hers and mebbish long, my stash and I chawing, my jump down, took a line, load some lamp, clue and die. បាទតោះទៅទៀតចាបន្តចូលឲ្យមើលករណីទៀតគឺឈ្មោះនេះក្មួយស្រីរបស់ខ្លួនដើមដែលបានលែងគ្នារយៈពេល 2 ឆ្នាំមកហើយហើយប្រពន្ធនៅតែតាមចរណែនឈ្នានីសដែលសារតែខឹងប្តីយកក្មួយស្រីធ្វើជាប្រពន្ធមកក៏មានការភ័យផ្អើលកាលពីវេលាមក 7 និង 50នាទីយប់ថ្ងៃទី 7 ខែមេសានៅបន្ទប់ជួលភូមិចរៃកោងសង្កាត់ចំចៅខណ្ឌសែនចាខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យស្ត្រីរងគ្រោះគឺមានឈ្មោះថាហេងស្រីអូនអាយុ 2 ឆ្នាំមកហើយបង្កើតបានកូនប្រុសម្នាក់អាយុ 2 ខួបហើយក៏បានលែងលះគ្នាទៅហើយដោយសារតែប្តីនឹងលួចមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្មួយស្រីរបស់ប្រពន្ធដើមរហូតដល់ឈានដល់ការលែងលះគ្នាដាច់ស្រេចហើយថែមទាំងឲ្យកូនប្រុសនឹងទៅប្តីជាអ្នកជួយទៅជាយកទៅចិញ្ចឹមតែអត់មានអ្នកថែដិតដល់ក៏បានឲ្យកូនទៅអ្នកដែលស្គាល់គ្នានៅខេត្តស្ទឹងត្រែងយកទៅចិញ្ចឹមធ្វើឲ្យបាត់តែប្រពន្ធដើមនឹងប្តីលែងលះគ្នាក៏ពិ
Hôm mấy nhóm sản áp tới đôi dưới smoke smang và bạc dư lần tích tớ còn vô tầng mình vô tầng bụi bà bôn đám tàu vô bôn xây mấy cho mình sản áp tới tớ vừa ở dưới chẳng chẳng gì ta còn bì nẹ ní còn lên thì nè hai dạ dạ bê bì chẳng bà lên thì nè hai rồi hai bần tay lên hai nơi tớ chân chô tiền nè dạ nơi tớ chân chô tiền kháng bôn xây cha khang bong sợi bạc quạt nắng phủ bong sợi bạc quạt bong sợi bong khang khang phật đây lúc bong sợi cái này cha cha bong sợi khang phật đây bong sợi nè bong sợi bong sợi nè bong sợi bạc cao trong mình mình côn hay côn con mình không mua bong sợi nè mày nói cha đọc về chân tư ở đây nắng sảnh không mua bạc quạt nắng hay quạt đây để lên nè nắng sảnh không mua cha sảnh không mua bong bong sợi nè cha sảnh không mua bong sợi bốn áo là cha khmui bằng bốn để che tới cái đập bong xây ôn xây đập bị chân tới xây thằng ông mà đang chịu thằng bong ôn sang khang nè lên cái này hai bên tay khang pi nhẹ nắng bên đầu chân chỗ kia kia cha chân chỗ kia đập bị chân tới khang nè khang phần đây nè tới sẽ lấy khmui khang bốn đầm đầm nắng này bốn phần ấy nhăng quân quân anh để bàn lên nhăng đọc về ngày nắng việt đời xa tè khơi đôi riêng bị chư nè miền tù sạp mẹ bị chư việt hà quạt đang đào châu thông tè bọc kê đào châu thông tè bọc muối đang khơi kê miền tù sạp prao đây quân kê miền tù sạp lo prao tây tạ bọc quân bọc quạt nắng đào châu thông tè kê đào châu còn chư chạm chư chạm nắng ngày ba này bạch đại rụp tiết này vừa rụp đại đại của mọi cái mưa từ sam bị và nó khi trong bị chẹt cùng ao nhẹ tôi sơn na bờ dương sông ngon lên và bị bùa lừa ta bong sấy miền khum mùi sấy tôi liền tẹp bong sấy nơi chùm mùi nghĩa chật tẹp bong sấy là bị chân trong vì này nhẹ tại tôi sơn na còn vì này à lên nghĩa pi sơn nam hái bàn tay nơi tại chân châu tẹp kiện nắng nơi trắng hàng phần đây nó
ເຄີຍຄມួយທາງປະປົນອະໄຕຕະປະປົນຄົນອ້າຍນັ້ນເວສະອາດໄດ້ສັດສະນາຈັ່ງເຕົ້າໃຫ້ນິເຈເນື້ອຊື່ຈັບນິອ້າຍຈັ່ງເຕົ້າປົນນີ້ຈ້າໃຫ້ຕະປົນນີ້ນັ້ນກົດຈາວໃຫ້ຈ້າດອກໄປໂຈລໃຈດ້ານໂຈຕໍ່ດອກເຄີຍກໍມີກໍາຫັງຄັງຈັ່ງເຕົ້າຈ້ານັ້ນຍົ້ມຈ້ອງປະຈັກຈັ່ງເຕົ້າບໍ່ສະຫນັບເຕົ້າຄະນະອັດຍົນຂ້ອຍກໍປະບາດນັ້ນ ឆ្លើយតបជាមួយនឹងទូទាំងនៃជនពេលនឹងចប់កម្មវិធីទៅគេសួរមើលលូទីនិយាយអារឿងមិនមួយនិយាយឲ្យយល់តិចមើលបាទតោះចាឥឡូវបន្តចូលមករឿងទៀតគឺក្រុមអ្នករត់រមាក់ម៉ូតូគឺនាំគ្នាទៅជញ្ជូនទឹកបរិសុទ្ធយកទៅសង្គ្រាមអង្គរការពីវេលាម៉ោង10យប់ថ្ងៃទី7ខែមេសាតាមផ្លូវបន្ទាយភូមិព្រះពលាសង្កាត់ព្រែកប្រាខណ្ឌច្បារអំពើមានការភ្ញាក់ផ្អើលមួយខណៈ ដែលមានក្រុមរមាក់ម៉ូតូជាង100នាក់គឺបានឈរប្រងព្រាតនៅមុខសិប្បកម្មហៃថេកដើម្បីនាំគ្នាទៅជញ្ជូនទឹកបរិសុទ្ធដាក់រថយន្តដឹកយកទៅចូលរួមនៅក្នុងអង្គរសង្កាត់ខេត្តសៀមរាបប្រពន្ធព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាហេតុការណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារតែឃើញក្រុមរមាក់ម៉ូតូចិត្តរយគ្រឿងនិងមនុស្សជាង100នាក់គឺបានឈរត្រៀបត្រានៅមុខសិប្បកម្មទឹកបរិសុទ្ធហៃថេកស្មានតែមានរឿងអីការឡើងទៀតហើយធ្វើឲ្យអ្នកឃើញហេតុការណ
Lưng nghị mình nâng cứ miễn cáp hẹp ảnh chê thà cho hết ấy ngày nâng có một tô rồi mọt cho anh lấy tư cái lấy múc tự bò đề xuất hay thịnh và đào bị hẹp ảnh đó sẽ mặt tư kênh nhỏ và ọt đắng ngọt hãy bị chìa bộ rõt chẳng hòa thà ôn bàn tư cam ấy tiết ấy một tô con bay và mình một tô con bay một tô rồi mọt và đào bị tự đó bạn đang thà โอ้รมอมอเตอร์ทั้งอ๋อนั้นข้างกรมหุ้นគេជួលមកឲ្យដឹកទឹកសុតនឹងទៅដាក់ឡានដាក់ឡានដើម្បីយកទឹកសុតនឹងទៅណោទឹកទៅស៊ីមរៀងចូលរួមនៅអង្គរសង្គ្រាមឆ្នាំថ្មីយើងនឹងបាទហើយដល់ពេលវាទៅម្ដងច្រើនពូជាទូទៅយើងធ្លាប់តែថាប្រមូលប្រដំមុននេះអញ្ចឹងម៉ូតូរមាក់នឹងច្រើនតែថាធ្វើបាតកម្មទុកការតវ៉ាអីមួយ កន្លងមកគេតែងតែនិយាយថាអឺម៉ូតូកង់3កន្លងមកឥឡូវដូចជាតិចប្រមូលប្រដំគ្នាធ្វើបាតកម្មអីទៀតហើយបាទជាឃើញចឹងតាមពិតពេលខ្លះគាត់ប៉ះពីគ្នាតិចតួចកើតឡើងជាចំនួនប្រមូលប្រដំគ្នាទៅតបបាទរឿងចឹងបាទហើយតកតងបញ្ហាអង្គរសង្គ្រាមនឹងដែរលោកអ្នកម្សិលមិញដែលថាមានអ្នកទៅលួចដុតនៅខ្លោងទ្វាអង្គរសង្គ្រាមដែលគ្រងនឹងត្រូវរៀបចំ អបអរសាទរឆ្នាំថ្មីនោះអញ្ញាធិការឥឡូវកំពុងតែបន្តធ្វើការស៊ើបអង្កេតប៉ុន្តែតកតងនឹងខ្លោងទ្វារអង្គរសង្គ្រាមនឹងកំពុងតែកែច្នៃធ្វើជារចនាថ្មីបាទមិនអោយដូចមុនទៀតទេដោយសារតែទីមួយអឯកឧត្តមហ៊ុនមនីលោកបានលើកឡើងថាការរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាគឺទទួលយកអញ្ចឹងវារហ័សពេក ដែលចាប់ផ្ដើមរៀបចំកែនឹងដូររចនាហើយមានអ្នកទៅដុតមុនចា៎បាទអ្នកដុតនោះវាលឿនទៀតបាទអញ្ចឹងឥឡូវតកតងនឹងខ្លោងទ្វានេះគឺខាងក្រុមសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាលោកកំពុងតែរៀបចំមកមានយកហើយថាមើលដូចជាមានខាងតំណាងរាជខ្លះគាត់ទៅជួយផ្ដល់ កំណត់ដើម្បីផ្ដាល់ជូននៅថាតើយើងធ្វើរចនាបាត់ដោយរបៀបណាចាបាទសម្មិញរូបភាពសម្មិញហ្នឹងគេអត់យល់ទេពេលនិយាយអត់មើលរូបភាពទាំងទៀតណាបាទខ្ញុំចង់បន្តពីអាសម្មិញនេះព្រោះដើម្បីឲ្យដឹងថាតើតកតងបញ្ហាដុតរឿងខ្លោងទ្វារអង្គរសង្គ្រាមនៅនោះហ្នឹងយ៉ាងម៉េចឥឡូវនេះបាទសម្មិញហ្នឹងក្រុមច្វាយខេតនិង ក្រុមមន្ទីរដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជួបប្រជុំដើម្បីរកពីប្រភពដែលអ្នកដុតហើយស៊ើបអង្កេតរួចហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការនឹងបន្តនេះតកតងនឹងរឿងដែលដុតមិនសមមិញទូទាំងជនតែឥឡូវនេះយើងឃើញថានៅក្នុង Facebook នៅបន្តការរិះគន់ប៉ុន្តែខ្លះទៀតថាគាំទ្រដែលបានកែបាទគាំទ្រដែលបានកែ បាទនេះទៅតែជនតាមបណ្ដាញទេអត់មានអីដែលថាទៅថ្មីឬក៏ថាចាប់អ្នកដុតអីបានទេអត់មានទេបាទតោះ
មួយរឿងទៀតនេះគឺទូសេចាទូសេកាប៊ីនភ្លើងនៅស្ពានអាកាសប្រាំពីរមករាទូសេប្រអប់កាប៊ីនភ្លើងធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋភ័យស្លន់ស្លោយកបំពង់ពន្លត់អគីភ័យទៅបាញ់ពន្លត់តាន់ពេលវេលាកាត់ឡើងនៅវេលាម៉ោង10យប់ថ្ងៃទី7ខែមេសានៅក្បែរគោលស្ពានអាកាសប្រាំពីរមករាតាមផ្លូវកម្ពុជាក្រោមក្រុមមកភ័យ5ភូមិ7សង្កាត់ទឹកល្អទី1ខណ្ឌទួលគោកប្រពន្ធព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុក៏ស្រាប់តែល
កបំពង់ពន្លត់អគ្គិភ័យបាញ់អស់3បំពង់បានរលត់អស់ទាំងស្រុងនៅម៉ោង 10:20 នាទីយប់ថ្ងៃដដែលចាបន្តចាមើលទុំមានមើលឆេះនៅឯណាមើលមិននេះនិយាយមកចប់ហើយតើមានរូបឥឡូវទ្រូបទៅមកដល់ហើយចាបាទឆេះឆេះនៅម្ដុំទូកោកចាកាប៊ីនភ្លើងបាទអញ្ចឹងគាត់តែឆេះតែបន្តិចទេចាបាទហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះគាត់រួមគ្នាដើម្បីពលុតហើយបាទតោះតាមចូលផ្សេងតិចតិចទៅបានចាចាគាត់ថាវាអត់មានរូបមិញហ្នឹងយ៉ាងនេះឆ្ងល់ហ្នឹងបាទជិះចារថយន្តដឹកស៊ីម៉ង់គៀម៉ូតូដួលសន្លប់ស្ដុកស្ដឹងរថយន្តដឹកស៊ីម៉ង់បើកគៀម៉ូតូនៅចំណុចផ្លូវកោងបណ្ដាលឲ្យដួលសន្លប់ស្ដុកស្ដឹងកាលពីវេលាម៉ោង 6:30 នាទីព្រលប់ថ្ងៃទី7ខែមេសាតាមមហាវិថីសាប៉ារូស៊ីភូមិព្រៃទាសង្កាត់ចោបផ្សាយខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុរថយន្តម៉ាកហ៊ុនដៃពណ៌ខៀវឆ្នោតសជារថយន្តដឹកស៊ីម៉ង់បើកបរពីកើតទៅលិចស្របគ្នាជាមួយនឹងម៉ូតូស៊ុយស៊ូគីឡេតពណ៌ខ្មៅបើកបរដោយបារម្ភម្នាក់មកដល់ចំណុចខាងលើជាផ្លូវកោងរថយន្តដឹកស៊ីម៉ង់បានបើកគៀម៉ូតូបណ្ដាលឲ្យដួលសន្លប់ស្ដុកដឹងតែម្ដងហើយក្រោយពេលកាត់ហេតុអ្នករងរបួសរងចាំរថយន្តសង្គ្រោះដឹកយកទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះកូសមៈចាំបន្តចូលមួយរឿងទៀតគឺឲ្យស្រវឹងស្រាគឺជិះម៉ូតូលឿនពេករេចង្កូតទៅបុកនឹងរថយន្តពេញទំហឹងបរិមម្នាក់គឺជិះម៉ូតូក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងហើយជិះលឿនពេកគឺបានគេចម៉ូតូមួយគ្រឿងរេចង្កូតទៅនៅមុខចានៅទៅតឹងពីមុខរថយន្តត្រូវរថយន្តបុករងរបួសស្រាលកាលឡើងនៅវេលាម៉ោង 8:30 នាទីយប់ថ្ងៃទី7ខែមេសាតាមផ្លូវវែងស្រេងភូមិចំចៅសង្កាត់ចំចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យសរសេរឃើញហេតុការណ៍បានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុម៉ូតូហុងដាត្រីមពណ៌ខ្មៅបើកបរដោយបរិមម្នាក់ស្រវឹងស្រាពីដំណាក់ចាធ្វើដំណើរពីលិចទៅកើតចំណែករថយន្តកូរ៉េពណ៌ខៀវបើកបរពីកើតទៅលិចមកដល់ចំណុចខាងលើម៉ូតូបើកបរទាំងស្រវឹងហើយលឿនផងក៏ស្រាប់តែមានម៉ូតូជិះឆ្លងផ្លូវធ្វើឲ្យម៉ូតូដែលជិះលឿនពេកចាប់ហ្វ្រាំងមិនទាន់ក៏បានរេចង្កូតទៅតឹងមុខរថយន្តបណ្ដាលឲ្យរថយន្តចាប់ហ្វ្រាំងមិនទាន់ដែរគឺបានបុកអស់ម៉ូតូជាប់ពីមុខរថយន្តតែសំណាងល្អគឺអ្នកបើកបរម៉ូតូហ្នឹងគឺរងរបួសស្រាលហើយក្រោយពេលកើតហេតុអ្នករងរបួសស្រាលតែខូចខាតម៉ូតូយ៉ាងដំណំតែដោយសារតែខាងម៉ូតូហ្នឹងដឹងខ្លួនថាខ្លួនហ្នឹងគឺជាអ្នកខុសគឺមិនបានទៀមទាសំណងទេសុខចិត្តទៅព្យាបាលរបួសនិងជួសជុលម៉ូតូដោយខ្លួនឯងចាមួយករណីទៀតនេះគឺម៉ូតូនិងម៉ូតូបុកគ្នាដួលរណុករណែលហើយរបួស3នាក់យ៉ាងហោចណាស់មានអ្នករងរបួសធ្ងន់និងស្រាល3នាក់ខណៈដែលជិះម៉ូតូខាងឆ្វេងដៃឆ្លងផ្លូវទៅបុកម៉ូតូមួយគ្រឿងទៀតបណ្ដាលឲ្យដួលរណុករណែលទាំង3នាក់កាលពីវេលាម៉ោង 9:50 នាទីយប់ថ្ងៃទី7ខែមេសាតាមផ្លូវលេខ271មុខធនាគារកណាឌីយ៉ាសង្កាត់ផ្សារដើមកៅខណ្ឌចំការមុនសាស័យឃើញហេតុការណ៍បានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុម៉ូតូសង្គ្រេះពណ៌ក្រហមនោះគឺជិះគ្នា2នាក់ក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងហើយជិះខាងឆ្វេងដៃពីលេខទៅកើតចំណែកម៉ូតូ Honda Dream Series ឆ្នាំ2008ពណ៌ខ្មៅបើកបរដោយបារោះចំណាំម្នាក់ពីកើតទៅលេខហើយមកដល់ចំណុចខាងលើម៉ូតូសង្គ្រេះក៏បានជិះឆ្លងផ្លូវពីត្បូងទៅជើងបានតាក់ឈ្នាន់ម៉ូតូបណ្ដាលឲ្យដួលរណុករណែកទាំង3នាក់ធ្ងន់2នាក់និងថាធ្ងន់2នាក់ខាងម៉ូតូជិះម៉ូតូសង្គ្រេះហើយនឹងរបួសស្រាលនោះគឺអ្នកជិះម៉ូតូ Honda Dream ក្រោយពេលកើតហេតុអ្នករងរបួសធ្ងន់2នាក់ត្រូវរថយន្តសង្គ្រោះដឹកយកទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតចំណែកឯអ្នកជិះម៉ូតូ Honda Dream ត្រូវមិត្តភ័ក្តិដឹកតាមម៉ូតូយកទៅព្យាបាលនៅគ្លីនិកឯកជនហើយម៉ូតូទាំងពីរគ្រឿងយកទៅរក្សាទុកនៅអធិការដ្ឋានខណ្ឌចំការមុនចាងាកចូលមួយរឿងទៀតគឺម៉ូតូ Icon ឆ្លងផ្លូវអត់មានភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវក៏បានទៅបុកម៉ូតូស្មាសហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យអ្នកបើកម៉ូតូស្មាសហ្នឹងគឺបាក់កដៃជីម៉ូតូបត់ឆ្វេងអត់មានភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវក៏ទៅបុកនឹងម៉ូតូស្មាសវីដួលបាក់កដៃចំណែកអ្នកបង្ករងរបួសស្រាលរត់ចោលម៉ូតូនៅកន្លែងកើតហេតុកាលឡើងកាលពីវេលាម៉ោងចាកាលឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 10:50 នាទីយប់ថ្ងៃទី7ខែមេសានៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ271កែងនឹងផ្លូវ150សង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសានសុខតាមប្រភពព័ត៌មានពីម្ចាស់ម៉ូតូរងគ្រោះក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុរូបគាត់គឺជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាកស្មាសវីពណ៌ខ្មៅជាម្នាក់ឯងទិសដៅពីជើងទៅត្បូងក្នុងលំនៅមជ្ឈមគណៈដែលធ្វើដំណើរមកដល់កន្លែងកើតហេតុក៏មានម៉ូតូមួយគ្រឿងទៀតម៉ាក Icon ពណ៌សលីតក្រូចបើកដោយយុវជន2នាក់ទិសដៅពីត្បូងទៅជើងហើយបានបត់ឆ្វេងឆ្លងដោយមិនមានភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវទេក៏បានឆ្លងផ្លូវជ្រុលទៅបុកម៉ូតូស្មាសបណ្ដាលឲ្យដួលកងលើគ្នាបណ្ដាលឲ្យអ្នកបើកម៉ូតូស្មាសរងរបួសបាក់កដៃខាងឆ្វេងចំណែកឯម៉ូតូទាំងពីរខូចខាតតិច
ទួចនឹងរងរបួសស្រាលហើយក្រោយពេលកាត់ហេតុភ្លាមៗគឺភីគីម៉ូតូអាយខុនរងរបួសស្រាលបានងើបរត់គេចខ្លួនបាត់ស្រមោលទុកតែម៉ូតូនៅកន្លែងកាត់ហេតុដែលនឹងចានឹងអ្នករងគ្រោះត្រូវបានសញ្ញាដឹកយកទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតបាទទូទាំងជនហើយនេះតេតតងនឹងរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយខ្ញុំមួយវគ្គនេះខ្ញុំបុគ្គលឲ្យកញ្ញាសុភាដាច់តាមពិតខ្ញុំចាំយកវគ្គទី 2 ដោយសារវគ្គទី 2នេះគឺមានវគ្គដែលសំខាន់រឿងដែលពិសេសបំផុតខ្ញុំត្រូវជម្រាបជូនទូទាំងនិជនបាទអញ្ចឹងទេលោកអ្នកចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាតើរឿងពិសេសនោះអីខ្លះបាទអញ្ចឹងទេលោកអ្នកចាំមើលទៅដើម្បីកុំអោយខកចិត្តបាទរឿងនៅខាងកោះកុងរឿងអីទៀតហើយបាទហើយរឿងរឿងតាក់ទងបញ្ហាបូមខ្សាច់យ៉ាងម៉េចដែរបាទអញ្ចឹង រឿងទាំងអស់នេះលោកអ្នកនឹងមាននៅក្នុងកម្មវិធីវគ្គទី 2 ចា៎បាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យទស្សនិកជនកុំអល់តាណាណាបាទអញ្ចឹងចាំជួបគ្នាជាមួយនឹងវគ្គទី 2សិនមកឥឡូវសូមពេលសម្រាប់បន្តិចសិនបាទ